cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy sự phát triển đổi mới sáng tạo trong tất cả lĩnh vực ngành nghề, giúp mọi người được kết nối xích lại gần nhau thông qua các trang mạng Facebook, Zalo, Instagram, TikTok. Bên cạnh đó, nhiều chủ nhân còn phát huy lợi thế của các trang mạng này để bán hàng, tạo nên xu hướng mua sắm online ngày càng phát triển. Căn nhà của chị Nguyễn Thị Nga nằm khá xa trung tâm thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, không có nhiều người qua lại. Nhưng nhờ sự phát triển của Internet và các thiết bị công nghệ hiện đại, chị Nga đã thực hiện được ý tưởng mở shop bán hàng online tại nhà, tăng thu nhập cho gia đình từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của gia đình chị ngày càng được nâng cao. Mình thấy là bán hàng online là rất là ok, nên mình cũng đã mở một cái shop online nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này để bán, để kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Ngoài chị Nga, còn có hàng triệu người khác cũng tận dụng ưu điểm, lợi thế của mạng xã hội để bán hàng online. Hay như các cửa hàng, doanh nghiệp lớn ở Bình Dương cũng sớm thiết lập đa kênh bán hàng trực tuyến, kết hợp với việc áp dụng các chương trình khuyến mãi để thu hút lượng lớn khách hàng, tăng sức cạnh tranh và tăng doanh thu cho đơn vị. Thì khi mà khách hàng đặt hàng online thì khách hàng có thể lựa chọn cái khung thời gian giao hàng phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng, cũng như là cái hình thức thanh toán. Quý khách có thể lựa chọn đa dạng các hình thức thanh toán phù hợp với cái nhu cầu của mình. Cái quan trọng nhất thì mình phải chú ý đến cái ngày sản xuất và cái hàng sử dụng. Và cái thứ hai là mình chú ý về ngoại quan của sản phẩm. Và khi mà mình lấy hàng thì mình lưu ý là mình phải chọn những cái thực phẩm mà tươi sống và được sản xuất trong ngày, cũng như là những cái mặt hàng mà đang có những cái ưu đãi trong ngày dành cho khách hàng. Bây giờ thì em thấy là hàng online là gọi là thiết yếu luôn á. Dạ, gọi là ai cũng online, tại vì là đi làm bận rộn này kia, giống như em là mới sinh em bé xong thì ở nhà hàng online là gọi là hàng đầu luôn á. Mua sắm online mang đến rất nhiều điểm cộng cho đông đảo người tiêu dùng, và thị trường mua sắm online ở nước ta đang phát triển rất nhanh với tốc độ tăng trưởng lên đến từ 20 đến 30% mỗi năm. Để không rơi vào rủi ro, người tiêu dùng cần lựa chọn kênh và địa điểm mua sắm tin cậy. Bên cạnh đó, nhà mạng cũng cần có những chính sách quy định chặt chẽ giúp người dân yên tâm mua sắm online và giúp các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán trên sàn thương mại điện tử tạo được uy tín, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước.